Hello tất cả các nhà và chào Monroe trở lại với channel của mình. Mình là Bisugu đây. Và chào Monroe trở lại với cái series mà Bisugu chơi trước cho chân lý mù 6.5 nào. Thì cái trận này như nào ơi, hiện tại là mình đang có một cái form bài phải gọi là cực kỳ đẹp đúng không? Với ra thách đấu là đấu sĩ với là đã tiến công nha. Mình bỏ con Illui này vào đã kích mà 4 đấu sĩ luôn không mọi người ơi. Còn lên level 8 á, còn gì thì kẹp vào thôi. Hiện tại là mình đang có được hai cái lõi á, phải gọi là cực kỳ ngon luôn. Đó chính là một cái lõi vàng ở chiến lợi phẩm nha, khi mà giết tướng á là được hồi lại máu, với lại là một cái lõi vương mình thách đấu nè, nó cho mình tặng là hai cái ấn thách đấu nha, nên mình làm luôn chỉ là red side 3 sao đi chung với 8 thách đấu nha mọi người ơi. Tại vì nếu như em chưa biết á thì thách đấu này chỉ có 6 con thôi, là Camille nè, Warwick nè, Jeremy, Win, Kai'Sa với là The Raven nè. Còn nếu như mà mọi người muốn chơi 8 thách đấu á là phải thứ nhất á là có một cái lõi gọi là bạch kim như mình nè đó, còn hai á là phải có tận hai cái thách đấu nha thì mới đủ slot lần. Và chắc chắn rồi anh em, nếu như mà mình muốn chơi 8 thách đấu á thì phải nâng cấp độ hình lên level 8 thì mới đủ slot hơn. Cái này là không tính tới cái trường hợp mà anh em có thể lấy được một cái trái tim thách đấu thì nó lại là khác. Hiện tại là mình đang slow roll ở level 7 để kiếm red star 3 sao nha. Mình chết sau qua trận này á thì không ai giành tướng nên chắc là cũng sẽ dễ roll thôi. Jeremy 2 sao nào, red star luôn nào. Ok, giờ mình chỉ còn thiếu là con Warwick nè, con The Raven nè, với lại là con Kai'Sa là sẽ đủ độ hình luôn á. Đây, form bà phải là cực kỳ đẹp luôn rồi. Thách đấu thì đang thiếu con Warwick đây em ơi, nên chưa có bỏ vào được. Khá là Cinda hoặc gà cái lá bí muội nha. Ok, thì nếu như mà mọi người muốn xem thêm gì á, hãy đừng qua bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng đọc hết tất cả bình luận của anh em và làm từng cái một ha. Và cũng như anh em nào xem thấy hay á, hãy đừng quên để lại một like cho cái kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đã chia kênh hàng ngày nha. Động lực cực kỳ lớn luôn để mình tiếp tục ra những video chất lượng hơn mỗi ngày. Thank you mọi người rất là nhiều ha. Ông này chưa gì đã có tài lon 3 sao kết hợp đi chung với một cái lõi là ấn thanh lịch rồi đây mà. Uầy, có The Raven luôn mà. Còn đồ quá trời, kiếm bếp, găng, cung các kiểu luôn mà đây mà. Còn với một cái nơ cô luôn. Hơi bị mạnh đấy. Mấy con bét của ông này đâu nhờ? Xong thấy mấy con bét đâu ta? Liona tái chế à? Hơi bị trâu luôn. Uầy, chiến nhờ. Uầy, Liona tái chế trâu vải trưởng à? Không ngờ luôn á. The Raven luôn nè. What the... Tỷ lệ ra hơi ảo luôn nhưng mà cũng được. Bắt Jeremy vào thay nè. Đây, đồ hình khá là đẹp luôn rồi đó. Để mình roll nốt kiếm red star 3 cái đã. V2 à, quốc luôn cho em nói nha. Tại vì cái trận này đồ của mình nó cũng khá là đẹp rồi đây mà, nên mình cũng không cần phải là fit máu để mà lấy đồ nữa. Chỉ cần là cố gắng đếp máu và roll kiếm tướng 3 sao thôi là đủ rồi nè. Có Warwick luôn, nice. Đây, V2 full tăng, quá trâu. Red Star hiện tại là mình chưa có đồ nha. Tí nữa nếu như mà Red Star 3 sao rồi là mình sẽ tách đồ con Win này ra để mình chuyển đồ lại hoặc là bán nó luôn cũng được. Đây, thách đấu này là một cái đồ hình mà nếu mà yếu á thì nó sẽ cực yếu luôn. Còn nếu như mà mạnh đó nha là nó sẽ càng quyết tem bạn ở trong vòng vài giây thôi nè mà. Rất là nhanh luôn á. Mọi người nếu muốn xem thêm gì hãy cứ lên kênh YouTube của mình nha. Hiện tại là mình đã đăng rất là nhiều video về meta thử thách cũng như là đồ dị luôn rồi. Mình đăng đều hàng ngày nha anh em ơi. Lịch đăng của mình là hai cái một ngày, một cái là về meta, một cái là về đồ dị và thử thách thôi. Anh em có thể lên search tên là Biusagi nè, cộng kèm với những cái tên mà thử thách đồ dị mà mọi người mà muốn xem thì nó sẽ ra ha. Còn nếu như mà nó chưa ra thì mình chưa có làm thôi. Anh em hãy bình luận những cái ý tưởng ở phía dưới mà mình chưa làm nha, để mình có thể đọc được và làm từng cái một. Ok, tách đồ Win luôn nha, ghép đồ luôn nè, nên mà một cái cuồng đao nè, một cái khăn giả thuật nè, đi chung với ô thần tượng được tăng thêm 15% đam, đỡ đi. Ok, để mình roll nốt nào, red size 6 con rồi nè. Jeremy à, nuôi luôn anh em ơi. Jeremy 5 con rồi nè, với lại là mình cũng chưa biết cái lõi thứ ba là cái lõi gì á. Mà cái lõi thứ ba nó liên quan tới red size thì ngon hơn đây. Đó là mình mắc binh cho nó luôn á. Cao nè. Chọt nè, chọt nè, chọt nè. Red Star này thì không có cần đồ hồi phục như nó mà. Tại vì chính nó luôn là skill của nó đã có hồi phục rồi. Với lại đã đi chung với cái chiến lợi phẩm rồi nè. Thì mình nghĩ là nó chắc cũng đủ rồi đó. Không cần nhiều cho lắm. Ây da, ông này mạnh vậy. Ông này mạnh thế. Ủa, chủ thắng. À không phải, ông top 1 là ông khác à. Ông kia level 8 đúng rồi, ông này level 7 và còn hơn 50 tiền à. Lõi gì đây?
Ồ, huy hiệu thách đấu nên mời quốc luôn nha. Rồi. Ngon luôn, ngon luôn. Khỏi cần cây xe luôn anh em ơi, khỏi cần cây xe luôn. Ảo mà là giờ đây chưa? Cái trận này thách đấu ra cho mình ảo quá nhờ. Tận hai cái lỗi luôn mọi người à. Là tính ra là mình không có cần làm gì luôn mà mình được tận ba cái thách đấu. Một cái lỗi vàng, một là bạch kim, với lại là một cái lỗi vàng tiếp. Chế độ hồi là sắp xếp theo cái lỗi này nó khá là ảo nha. Ồ, ông này vừa là khổng lồ hóa với lại là một cái linh hồn ngõ binh luôn mà. Đây, mình sẽ cố gắng mình slow roll kiếm red side 3 sao và tiếp tục up là level 8 để kịp thêm con Warwick vào nha, là đủ. Phải level 8 mới đủ mọi người ơi. Mình đang kịp Gna để lấy thứ nhất là tiến công, thứ hai là thần tượng luôn ha. Kèo cho nó đâu. Kèo nè, kèo nè. Nếu như mà anh em chưa biết thì con Red Star này cái skill của nó đó chính là kẹp, gây sát thương vật lý và cũng như là hồi lại máu dựa theo sát thương mà nó gây ra nha. Đấy. Kẹp một phát đầy cây kìa anh em. Uầy. Wow. Con vết trâu thế. Quả cây xa này nữa thì chịu rồi. Trận này nên mạnh thế nhờ, top 1 cũng thua ai luôn kìa. Top 1 nãy là thắng 5 trận liên tục luôn á, mà gặp ai thua luôn kìa. Thua lì đòn. Warwick nè. Fistai, hai con nữa mọi người ơi. Năm hốt kỷ với là 5 thách đấu à. Trận này mình chết sâu ai thì rất là hơi là không ai chơi Fistai với chung với mình đâu. Người ta chơi găng bà lăng, The Raven, Jeremy với lại là Warwick khá là nhiều. Ông này Warwick cuồng đao với lại là giáp siêu linh nè, hồi máu cũng khá là căng á. Đồ của mình thì cũng đã quá là đẹp rồi, nếu như mà có thì mình ghép thêm đồ cho Kai'Sa hoặc là The Raven cũng được mọi người à. Nó phụ đam á. Ghép luôn cho em nó nha. Warwick 2 style nè, Jeremy hả, bỏ luôn nha, Red style 8 con rồi nè. Ok, Ristar 3 sao, vừa nay 2 luôn rồi, quốc luôn đi. Rồi, mắc binh luôn nha, lên level luôn đi. Kịp luôn. Đấy. Nó cứ gọi là nhức nách. Nó cứ gọi là nhức nách. Nếu như mà mình thích đó, thì mình có thể bán con Gna này để mình kẹp thêm con CV vào. Vừa là tiến công luôn mà, nhưng mà mất cái thần tượng thôi. Mình được thêm đam. Ristar nó kèo cho, thấy không? Thấy không? Ủa rồi. Ủa rồi. Hơi bị mạnh luôn á. Ui cái quả đó nha, mà nó kẹp được là đầy cây máu luôn á mọi người. The Raven con được hay không đây? Ui. À, mạnh thế. Mạnh thế, mạnh thế, mạnh thế. Nếu như mà cái lõi chiến lợi phẩm này nó thay được bằng cho mình một cái lõi gì ta, hồi máu ở đây mà mình quên tên rồi, cái gì mà thiên nhiên gì đó. Quên tên bà nó rồi. The Raven nè. Giờ mình roll nốt con The Raven 2 sao. Và nếu như mà roll hơn nó được thêm con Kai'Sa nữa thì mình sẽ bỏ Warwick hoặc là Jeremy hoặc là Camilla ra để mình kịp thêm Kai'Sa vào nha. Kai'Sa tướng 5 tiền mà. Mình nghĩ là để con Ristar này ở hàng thứ 3, thứ 4 á, thì nó lại yếu quá. Kẹp được con CV vào nha. Ghép đồ luôn cho nó. Tại vì đồ này mình nghĩ là CV cầm nó đẹp hơn. Ui, ông này xạ thủ. Ở lộn liên xạ giác vàng á. Tên của mình nó bốc hơi, phải gọi là chống vánh luôn á mọi người. Găm bài lăng với lại có kỳ lưu nó bắn một phát thôi. Tên mình nó tự nhiên Red Sun nó bốc hơi luôn, mất tiêu luôn. Không biết làm gì luôn á. Đây là thắng nổi chúng ta. Anh em mạnh quá luôn á. Ông này thì sắp được giác vàng như cái đồ hình giác đồ luôn rồi. Leona tái chế một cái quân bài khá là dị hợm nhưng mà siêu châu luôn. Ông này sắp lên được cả Lucian 3 luôn mà.
Lucian găng bài lăng với lại là cốc kỳ ông này đồ cực kỳ đẹp luôn. Thiện xài liên hoàn đấy chứ. Đấu sĩ tiến công đối thủ với lại là thách đấu. Đội hình của mình là mắc binh luôn rồi đó. Giờ chỉ cố gắng mình roll nốt con Draven với lại là CV 2 sao thôi. Còn hơn thôi nó được thêm con Kai'Sa. Thì đổi tướng thôi anh em à. Bây giờ mình lên được hết là chắc là mình sẽ tích tiền và up lên level 9 luôn. Ông kia còn 6 máu nhưng mà khá là cháy nhờ. 6 tái chế. Anh của mình không biết ăn được ai ta. Lulu 3, Vết 3, Bobby sắp 3, Zip sắp 3, đang nuôi cả Cookie với lại là Gna 3 nữa. Sai cắn đây bạn. Đội hình của mình nó không có cung xanh anh em à, nên cắn thì nó khá là yếu á. Mà vẫn có đam. Nó sao vẫn cắn được mọi người ơi. CV. Úi xòi. Từ khi mà lên được Red Star 3 sao là thua 5 trận liên tục rồi. Không hiểu kiểu gì luôn. Ơ mà mình thắng ông này nè. Thắng nè anh em. Nó cứ gọi là phải khác nhờ. Cái con Red Star này mà giống con Red Star hồi đầu mùa 6 á anh em. Nó lại là một cái gì đó và rất là này nọ đó. Tại vì nếu như anh em chưa biết á, thì hồi đầu mùa 6 Red Star này ra với một cái bộ chiêu thức á, đó chính là đánh cấp giáp với lại là kháng phép của đối phương nha. Hồi đầu mùa nha là con Red Star này mặc dù chỉ là 2 tiền thôi, nhưng mà nó mạnh còn ngang ngửa hoặc là còn hơn tướng 4 tiền 5 tiền lúc bấy giờ nữa. Nó là bé luôn. Xong rồi Riot, mình nhớ không nhầm là ít nhất là phải là giảm sức mạnh nó 3 đến 4 lần nhưng mà giảm không hiệu quả, nên để xóa bỏ cái bộ kỹ năng đó luôn rồi và thay bằng một cái bộ kỹ năng mới và mình đang xài hiện tại nè, đó chính là kẹp gây sát thương vật lý theo phần trăm của mình hiện có và cũng như là hồi máu dựa theo sát thương mà mình gây ra nha. Rồi sao quá đẹp. 7 thanh lịch với lại 4 thách đấu tài long carry. Hồi nãy giờ mình thấy CV của mình nó gai đen nó cũng kinh khủng á, chứ không phải là ít đâu mà mọi người. Gai đen cũng khá là ghê luôn. Cái style cào được hay không đây? Ông này thần tượng với tướng 5 vàng 4 vàng 2 sao cực kỳ nhiều. Cào được mọi người ơi. Cũng mạnh, cũng mạnh. Ôi, bảy thanh lịch chiến đó nhờ. Rồi nó cần hết luôn kìa. Tại vì đội hình của mình nó hiện tại là không có tấn công điểm yếu nào, cũng không có cung xanh nào, cũng không có đội Raven VIP luôn á anh em mà, nên đánh mấy con này mà tăng á, hoặc là cái giáp gai á, hoặc là vệ sĩ này mà đánh rất là tốn thời gian luôn. Cái style cào chắc là muốn gãy móng luôn á. Chết sơ ba coi. Hôm nay cũng là 5 tiền Exodia các kiểu. Đang nuôi Leona 3 luôn kìa. Đội hình của mình thì không có con nào mà gây sức tương chuẩn cả. Gặp mấy thằng tăng cơ mệt lắm. Đây gặp công này siêu mạnh luôn á. Ok, Ristai cắn được. Ristai cắn được. Ui. Ristai nó càng kìa anh em. Nhất cái nát nhưng mà CV vẫn là đam cao nhất. Tại vì Ristai á là đam đơn mục tiêu, còn CV á là đam đa mục tiêu nha. Nên cái lượng đam mà Ristai nó gây ra chắc chắn là phải thấp hơn rồi. Nhưng mà cái tăng cơ mà nó chịu được á thì mình nghĩ là cũng khá là chiến báo đó. Nó tăng từ đầu đến cuối game luôn mà, mặc dù là đồ đam. 6 tái chế ông này mình nghĩ mình ăn được. Còn cái ông này nè, cái ông này mình lên được Lucian 3 thì mình cũng khá là e ngại đó. Tại vì Lucian nè, rồi Lucian 3 luôn rồi. Vì Lucian có ông đồ chuẩn, găng bà lăng có ông đồ chuẩn và cũng như là cái thiền xài liên hoàn nữa. Hồi nãy mình gặp ổng á, cái con Red Star 3 sao của mình nó bốc hơi chưa tới 2 giây. Mới vào Lucian lướt găng bà lăng nó bắn một phát cúp luôn.
rất là nhanh gọn lẹ. Ok, Noko Kai'Sa 2 luôn nha mọi người. Cái này là mình cũng muốn tích tiền để mình lên level 9 á, chứ mình không có muốn bỏ tiền ra để rồi một con tướng 5 vàng ở level 8 thì cái tỷ lệ nó cực kỳ thấp như vậy. Cái Noko thì xài luôn cho rồi. Hồi quá mình vẫn chưa gặp được ông top 1 nè. Bây giờ gặp ổng thì tỷ lệ cút nó cao phải chỗ luôn. Ông này hồi nãy mình thua đúng không? Bây giờ mình nghĩ mình chắc mình thắng được á. Ui, cái sàn nó trâu cực luôn. Uầy. Uầy. Còn CV đem. Nice. Ok. Liệu này tái chế. Người ta gọi là cái bao cát di động đó anh em. Cái bao cát di động đó. Sinh ra để cho con người ta đánh thôi. Đúng kiểu gì luôn á. Ông này hơi trâu nè. Biết thắng được hay không. Ông này mình nghĩ mình thắng được. Tại vì ông khá là yếu. Còn ông này trâu quá. Đội hình full tăng 3 sao các kiểu luôn. Nếu mà CV của mình đó, nó còn sống và nó quăng được nhiều thì mình thắng nổi. Ui cái cô ba. Hình như là ông bán bớt cái tướng nào đó để ông roll được Eco 3 sao á. Nhìn đội hình của ông level 8 mà cái 6-7 con này à. Nhìn không đúng cho lắm. Gặp cái ông này à. Ủa có kỳ đồ đẹp chưa. Thêm cái quả vít 3 sao 2 con nữa. Cái style kèo đi bạn ơi. CV 1 đi bạn ơi. Được không nhờ. Được anh em ơi, được anh em ơi. Ok, có cây xa với lại là CV đam ác quá mà, đam ác quá mà. Tăng cơ chính của mình nó là con Red Star với lại là con Vi nha. Nếu mà có Draven 2 thì mình thay luôn. Chứ bây giờ mà tích tiền up 9 á thì thật sự là không thể nào luôn á đi. Tầm 2 round nữa là end game rồi. Draven 2 giờ thay con Warwick hay là thay con Jeremy ta. Ông này Echo 3, Irelia 2 sao, đồ nhiều gì trời. Đồ gỏng kìa anh em, what the. Ui, thắng được, thắng được, thắng được. Ui, một máu à. Hơn thế. Dì kê vô cực, găng bảo thạch, nội xét. Con đồ đẹp không à. Quỷ thư cũng ok nè. Quỷ thư cũng đẹp anh em ơi. Trời ơi, này 3 sao nhiều vậy cha. Đúng là cái phong bài ngõ binh anh em à. Thật sự là bây giờ mình cũng không biết là mình roll gì nữa, nhưng mà cứ roll thôi. Vì cũng không biết để tiền làm gì, ngứa tay mà. Nên bỏ Draven vào ông ta. Tầm này về live game là chỉ có sub 3 mới ăn được thôi chứ tướng nó cũng không có quan trọng nữa rồi. Sắp bà mới ăn được. Ui, ông này mạnh kinh khủng luôn. Đừng thua nha. Ây da. Ô, nhưng mà cái ông này ăn được cái ông kia kìa. Ôi, từ nha em ơi. Cái ông tái chế này lại ăn được cái ông liên xạ này. Nếu như mà cái trận sau á mình gặp là cái ông tái chế mà cái ông liên xạ kia gặp cái ông tái chế nữa thì mình có cơ hội được top 1 nha. Tại vì top 1 ổng sẽ thua top 3, mà mình top 2 á là mình sẽ thắng top 3. Thì tính theo quy tắc bắt cầu thì mình top 1 rồi đó.
nhưng mà nó phải diễn ra đúng như vậy nha, còn không thì mình top 3 chắc luôn rồi đó. Hình như là đúng như vậy luôn à, đêm ơi, hình như là đúng như vậy luôn nè. Ngon 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 ngon. Ông liên xài kia mạnh quá, đội hình của mình nó bốc hơi cực kỳ nhanh luôn. Rồi, style tăng cơ quá hợp lý rồi, kè cũng đau mà. Ok, đúng chuẩn mà bà, đúng chuẩn bà rồi, đúng chuẩn bà rồi mọi người ơi. Chuẩn bà luôn rồi. Hồi nãy mình đấm cái ông kia còn đúng một máu, mà nhờ cái ông đó mình mới được top 1. Nghe đã ảo không anh em? Nếu như mà mình đánh cái ông kia hồi nãy chết luôn á là mình top 2 đó, nhưng mà nhờ ổng thì mình mới top 1. Mình tưởng cái trận này là tầm 2 round nữa là xong rồi, mà nó kéo qua 4 round luôn, 5 round luôn á. Lay thực sự. Một cái blue à. Cái ninh châm con win này nó mang sớm này, nó khống chế sớm không ta. Có một cái tách đồ nè. Đầu kiếm giờ đánh quái rất là tách đồ, với lại là nơ cô nhiều vải trưởng luôn, thề. Như là ba cá luôn hay sao á. Jerry với lại là Irelian random đồ cũng tạm được chứ không có quá là đẹp nha. Mà Echo cũng đồ đẹp quá. Mình nghĩ là mang blue cho ông Win luôn đi, dạy giới cho nó sớm á mọi người. Đấy, cái style châu mà. Cái style châu mà anh em ơi. Style kèo được mà. Rồi giờ CV với lại là Kai'Sa Dam đi. Come on. Ê thua hả? Ê từ từ nha. Nice. Ok vậy GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt em. Hẹn gặp sau. Hãy chắc là nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.